Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón về phía Nova Entertainment xin được mời lên sân khấu Văn Hoa Hậu, Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Nóc Thúy An. Chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón Á Hậu 1, Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Lương Thị Hoa Na. And now our beauty queens are ready on the stage to witness this important milestone signing ceremony. And may I present to you the signing ceremony, the key moment, 3, 2, 1, starts now! Thưa quý vị, ngay giờ đây là thời gian phút cực kỳ quan trọng và được mong chờ. Nghi thức ký kết giữa công ty Nova Entertainment và tổ chức Miss Earth chính thức được bắt đầu. Những cái cuộc buộc họp báo như thế này chúng tôi đầu tư rất là chỉn chu. Đó là sự tri ân dành cho tất cả các anh các chị. Và mong rằng các anh các chị hãy ủng hộ cho các thí sinh, hãy dìu dắt, hãy chỉ bảo cho các thí sinh ngày một trưởng thành, ngày một hoàn thiện hơn để đóng góp thật nhiều cho cộng đồng và cho xã hội. Xin cảm ơn. Và sau đây sẽ là một phần vô cùng quan trọng. Bà Trương Ngọc Ánh sẽ công bố đại diện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, ai sẽ là người dự thi Miss Earth 2022 sắp tới? Như trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, nếu mà tôi có 30 chiếc vương miện thì tôi sẽ trao cho cả 30 em, vì tôi quá yêu các em. Em nào cũng cố gắng, em nào cũng có những nét đẹp riêng, nhưng vương miện hoa hậu chỉ có một. Và hôm nay chúng tôi sẽ chọn ra một em trong top 3, như những gì chúng tôi đã nói với quý vị là chúng tôi sẽ chọn một trong top 3 để bắt đầu vào một cái cuộc hành trình, một cái sự rèn luyện
rất là khắc nghiệt trong vòng mấy tháng tới để đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2022 tại Philippines. Và người đại diện cho Việt Nam được trao về cho thí sinh Thạch Thu Thảo. Vietnamese representative. Và sau đây bà Trương Ngọc Ánh và bà Lưu Minh Trúc sẽ cùng trao sát cho đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp của Hoa hậu trái đất 2022 diễn ra tại Philippines. Trái đất với thiên nhiên, và chắc chắn tình yêu đó phải là một tình yêu chân thật nhất.